Tụi mình nó vừa mới từ Chợ Trắng á, chạy qua tới Thiền viện Trúc Lâm nè, ở của Tiền Giang. Họ đứng trước một cái cổng có bốn cái cây cột bự ghê không, đó là cái phía cổng đi vô mà. Cái này là cái đường vô nè các bạn, nói từ mình từ ngoài kia chạy vô, từ ở Chợ Trắng mình chạy qua đây khoảng 30 45 phút vậy á, cỡ đó. Nếu mình chạy chậm khoảng 45 phút, nhưng chạy nhanh khoảng 30 à. Cái đường gốc khúc ở ngoài kia thì nó hơi có một đoạn đường xấu đi, đường xấu. Bây giờ để mình đi vô rồi. Cái cổng quá trời bự. Cái này lối ra qua kia lối vào kìa, đi đúng cửa đàng hoàng. Lối ra ta rõ ràng nè. Đâu? Dưới đây là cái cống, rớt đây là xong luôn. Kìa. Vào hai bên là mấy cây cổ thụ. Ở đây có đá trồng nữa kìa, nó trồng giống ngoài Đồng Nai nè. Ôi có những cây bonsai nhìn đẹp lắm các bạn, nó mọc trên cái bình luôn kìa. Cái này mình không biết cái gì nữa, cái đa hay sao á. Ôi những cái công trình nhìn đẹp quá ha. Cây này là mới đẹp nè, hình như mà nó chết rồi. Thế kìa. Ồ cái hết kìa mà. Khủng khiếp. Góc. Vô đây nhìn ngắm mấy cái người nào mà thích kiển, vô đây ngắm mấy cái cầu kiển ở đây nhìn cũng đã nữa. Chim kêu cũng đã. Hồi những cái chầu kiển nhìn nó ra không? Đã không? Khủng không? Các bạn thấy cái chuông gió không? Không, này gió bự bự chắc cũng lai được. Tại vì cái bản nó bự mà. Nó. Ủa cái chuông giống như ấy hả? Đó kìa. Cái ống nó dày quá, nghe giống như mình gõ cái chuông bự vậy đó, các bạn nghe không? Đó, nghe giống như mình gõ, mình giật chuông. Rồi hai bên là những cái chậu kiển nhìn rất là đẹp. Cái này mà bạn nào mà yêu thích kiển á, vô đây không muốn đi ra ngoài luôn. Ủa cái chậu đó kìa, mà nó đẹp nữa chứ. Để mình vô vô mình quay gần cho các bạn xem, không có cây nào mà tệ chứ hả. Cây nữa
không có dán tên. Cây nhìn thấy đẹp không? Những đứa mặt lên vô nó hơi kỳ kỳ ha. Thôi đây, để lấy cái mặt ra. Đây. Ôm sát vô. Giới thiệu với các bạn đây là bạn trai có dịch bầu. Nè vô đây. Hỏi rồi khép cái hán vô chút nè. Giống quân đội quá nghiêm vậy. Cây này điện nói cây tô hú hả? Sao biết? Người ta uống đây, người ta có làm cái sàn nè. Ở có ổ chim nè, nhấp chân nè. Ôi, không lẽ cây này cây tô hú cho ta? Có bạn nào? Không phải, nhìn đâu phải. Có bạn nào biết cây này cây gì không? Nhưng mà ổ chim nhấp chân nè. Có gai nhưng mà lá tô hú, lá tô hú không lá này. Nè thấy ổ chim không? Ê, những ổ chim này, con chim đây không? Là trực tiếp rồi hỏi. Có bạn nào biết cây này cây gì không? À, trên đó có ổ chim đó kìa các bạn. Ôi cái cây bông trang người ta tỉa thành cái con cong kìa. Trai chụp với cao cong hả? Sao không chụp? Nè mày lại đi tao chụp kìa cây bên kìa. Gà con cong ra chứ gà gì mày. Mai chân thủy đâu chè đùa ếch. Chè đùa ếch thì nó đại á, mày bứng lên nhìn cái nó có chậu này thôi cũng cũng có giá rồi. Ở đây có một cây như thế nè. Tao uống hay quá ha. Uống mừng à. Cây đổ ra sắc gì à? Sắc 8 luôn. Này sắc 10 luôn với 8 gì? Mình đang sắc. Sắc 10. Ủa cái cây gốc này rồi. Thấy lắm á. Này phải nuôi vài con rắn bỏ ở đây nè. Rắn không ăn như nãy á. Thanh niên tóc bụng lẫm đó lẫm luôn. Không, sao gác nó kìa. Thanh niên tóc bụng lẫm gác. Bên đây người ta đang xây. Cái này là kêu cây gì biết không? Châm ổi. Hoặc là kêu là hoa ngũ sắc á. Màu nè, màu vàng đó nè. Thứ ở nhà nó có chồng nè. Nhưng mà ở đây cái gốc đây nhìn đẹp ghê không nè. Nhìn thấy góc nè. Ủa sao mất đi cái nhánh này ta? Vì người ta cưa. Ở đây ba màu, hai màu. Màu hồng với màu vàng nè. Cái trái này độc á, có độc. Trái này hả? Ừ. Là cái này hả? Không, cái này cái bông nó cái cùi thôi, còn cái trái tròn nữa. Cái bông nó màu giò mày hỏi đây, hơi màu giò chín á. Ừ. Nó hái lại đi. Bông mà đâu. Nè, giò tới đây nè. Không, ừ. Ta mở ở chính. Chị em uống rồi. Giờ chim bái hả? Bạn có nghe tiếng gì không? Tiếng chuông gió á. Nghe thấy cái giống như là mình đang giật chuông, cái chuông bự. À. Bây giờ mình đang đăng ký với mấy thầy để vô cái khu thánh tích ở phía sau. Để mình đốt nhang. Các bạn muốn vô trong đó thì các bạn phải là nhà khách nè. Mình đăng ký xong rồi mình được vô.
mình mới vừa đăng ký ở nhà khách á, người ta cho mình mượn áo, áo ở đây. Cái mình sẽ đi vào, mình người ta không có cho mình vô trong tham quan chụp hình, cho nên mình không có chụp hình quay cho các bạn xem, nên mình sẽ đi vào trong đó. Thường là vô trong đó chỉ để người ta để bái Phật thôi chứ không có chụp hình, cho nên mình không có quay lại cho các bạn xem được. Đây 6 người, đây sẽ cho mình 6 cái áo như vậy, người ta cho mượn rồi mình ra mình trả. Đăng ký mình phải cần giấy chứng minh nha các bạn, một giấy chứng minh vậy là sẽ cho mình tờ giấy. Kìa ở phía trước có kìa à. Mình chỉ quay ở ngoài xung quanh thôi, chứ cho khu thánh tích thì người ta không cho mình quay. Ờ, hồi nãy giờ vô thấy không ai, người ta vô trong đó ha. Đây là cái cổng để vào thánh tích này các bạn. Bốn thánh tích tứ động tâm. Ở bên đây có một cái tháp chuông rất là lớn nè. Ở trên nóc kia, có con công không? Họ đứng đậu trên nóc kìa. Đi nhiên luôn. Đâu ai nhốt nữa. Ừ. Cảnh này nhìn đẹp không các bạn? Nãy hình như là mấy cô nói là ở trong, lúc ở trong điện thì không được chụp hình, nhưng mà ở ngoài này thì được. Nãy mình có hỏi mấy cô ở trong á. Nè, cái khu này để bái lại nè. Có con chim gì nó kêu. Trời chuyển mưa các bạn, bây giờ là mới có 3 giờ 4 giờ thôi, nãy mình ghé đây là 3:30, trời đang trời gầm. Rồi bên đây là cái đường đi người ta làm các bạn, nhìn đẹp ha. Bây giờ chuyển mưa làm cho tối rồi, chứ thật sự bây giờ mới có 4 giờ. Ở bên đây là sen. Ở trong đây là một cái tháp Phật thành đạo. Cái này cái bồ đề phải không gì? Để dép ở ngoài. Vô là phải để dép ở ngoài. Vô không? Mấy đứa vô không? Cái gì? Cái bồ đề hả? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chưa có bàn giao không? Chắc đậy lại á. Chưa bằng dao. Chưa là những người cắt xong rồi. Ồ nhìn ha, mình hai ở bên nhìn cái cảnh đó đẹp ghê luôn. Phía trong có mấy anh đang tỉa cây. Trời chuyển mưa đen, các bạn thấy trên trời đen thui rồi. Hình như cái này cây trà già đúng không? Cái trà già. Có trái kìa. Này không có để tên. Đây là một cái thánh tích nè, bên kia một cái nè. Cái chuông rằng là 2 3 cái. Chứ không lấy cái cây cao cao đó là 4 cái hả? Cái cây cao đó.
những ngày lễ ta mới đi nhiều không? Đây là cái cổng, đây là cái cổng ga vô nè các bạn. Cổng người ta làm hàng rào nhìn đó. Bên đây là ga nè. Nhà vệ sinh. Đây là lối ga nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi về. Xi măng á. Đá mịn nè. Không. Đá không phải. Đá là lạnh tanh à. Đá là mát lạnh à. Này xi măng. Xi măng sao lấy nhau rồi. Thì nó gì chứ? Thì xi măng nó kêu là cái gì? Nó chán ngoài một lớp á. Đây cũng kỳ. Bây giờ mình sẽ tạm biệt thiền viện Trúc Lâm. Mình đi về.